Có hai bước để tạo ra cái harmonic kiểu đó. Thứ nhất, tay trái của bạn đánh là pull up vậy ha, mình đánh ngăn 7 và ngăn 5 ở trên tất cả các dây, từng cặp dây ha. Rồi sau đó tay phải của các bạn, cái ngón trỏ nè, các bạn để vô ngay chỗ cái phím số 12 nè, ngay phím 12 các bạn để nhẹ vô thôi thì nó mới tạo ra tiếng harmonic. Mình làm hai bước ha. Bước đầu thank you.